không có thằng Nga đi trước, mà cũng chẳng có phải Trung Cộng đi trước, à, cũng chẳng có phải Việt Nam tàn rụi trước, cũng không phải thằng Kim Jong Un nó chết yểu trước, mà tất cả bốn năm thằng cùng chết một lượt. Mình ngày đầu mình đã nói như vậy, 5 năm trước mình nói như vậy. Nếu mà người giỏi chính trị phải hiểu, bây giờ thằng Nga chết không chết, sống không sống, còn Trung Cộng thì cũng chết không chết, sống không sống, mà nội mà cấm giận với Di Mạch rồi thôi là từ từ cũng chết. Chết chết á là giống như chết bị nội tạng, chết đói, chết khổ, còn hơn là chết bị bầm mắt bầm mũi. Còn đánh nhau chỉ giỏi lắm bầm mắt bầm mũi thôi, ở trên không có cho chết kiểu đó. Cho nên cái chết mà tiệt gốc tiệt rễ luôn á là kinh tế, là chiến tranh hiện giờ là đang đánh nhau mạnh nhất. Chiến tranh kinh tế nó mạnh hơn chiến tranh bom tử gấp trăm lần nha quý vị. Tại vì ở bề ngoài á, có thể chết chừng triệu người, ô đối Trung Cộng nó 1 tỷ mấy triệu nhầm gì, nhưng mà chết kinh tế là sẽ mãi mãi tuyệt gốc của cái thể chế vô thần. Vô thần là cái bất thiện. Trong tương lai khi những vị tiên thánh Phật hạ phàm, những cái quốc gia nào mà còn bất thiện á, từ từ họ cũng sẽ thay đổi. Nhưng mà những đầu sỏ rắn hai đầu á, Nga với Tàu á, là hai cái đầu này đứt trước, còn cái đuôi nó cứ quậy 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 vậy, rồi từ từ cái chết sao.